Xin chào bạn, một tuần thì có 7 ngày. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu bạn ứng dụng Into the Dates. Thì đây là một cái, không chính xác nó là một cái game. Đó là game kiểu chạy vô hạn, tuy nhiên là theo phong cách rất là hay. Đó chính là chạy và bắn nhau với zombie. Thì đây chính là màn hình quảng cáo của game, và đây mới là màn hình chính. Thì cái game này thiết kế theo kiểu đồ họa tăm tối và sẽ khiến cho các bạn có một chút ghê rợn gì đó. Đi từ trên xuống dưới, các bạn sẽ thấy đây là cái phần mà cái lượng khoảng cách mình đã từng chạy được gần 2000m, giết được 8 con zombie chẳng hạn. Phía dưới thì các bạn sẽ có những cái phần chơi vũ khí. Tiếp nữa thì các bạn sẽ có phần setting. Đúng, phần setting này thì các bạn sẽ chỉ có là thay đổi cách chơi của nó. Ví dụ các bạn có thể lắc máy, ấn hai bên là ấn nọ ấn kia để tiến hành bắn chẳng hạn. Và bắn chỉ khi mà các bạn có vũ khí mà thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào chơi luôn. Thì với cái thể loại game mà chạy như này thì cách chơi của nó sẽ rất đơn giản. Các bạn chỉ việc chạy sang hai bên mà tránh né những cái chướng ngại vật. Khi nào mà ăn được vũ khí thì hãy giương súng của mình lên và bắn. Vậy thôi. Thì đây là những cái item mà các bạn có thể sử dụng để kiểu tăng tốc hoặc là nâng cao cái khả năng của mình trong cái trận chiến với zombie này. Thì các bạn thấy là âm thanh nó khá là hay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chạy. Thì với cái cách điều khiển của mình thì mình sẽ di chuyển sang hai bên bằng phím bằng bên phải và bắn bằng bên trái nếu mà mình có súng. Tuy nhiên là mình chưa có súng, mình sẽ chỉ chạy mà thôi. Cá nhân mình thì mình thích chơi cái game này vào buổi tối khi các bạn ở nhà một mình, và sau đó thì chúng ta sẽ đeo headphone lên thì các bạn sẽ cảm nhận được rất hay những cái hiệu ứng mà cái game này đem lại. Nhất là khi các bạn lên chạy được dài thì các bạn sẽ thấy là nó theo kiểu là kiểu hun hút vào người luôn. Ôi, cái gì vậy? Thua rồi. Thực ra thì đây là phần quảng cáo và mình sẽ bỏ qua. Thực ra thì cái game này chơi rất là hay nếu mà các bạn chạy được đường dài. Tuy nhiên là mình chạy thì chạy một lúc toàn thua nên là mình thấy nó cũng hay. Không biết là các bạn có thể nghe rõ không, chính tuy nhiên là phần lồng tiếng của game này mà khi không gặp zombie nó rất là hay và nó sẽ rất là tốt cho các bạn mà chơi một mình. Tuy nhiên với cái game này thì khi mà các bạn tham gia chạy thì ngoài cái địa hình cơ bản là địa hình đồng bằng này ra, các bạn cũng có những cái chướng ngại vật như này, các bạn thấy là hiệu ứng nhảy qua rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì phía xa các bạn thấy là một cánh rừng và chúng ta sẽ tiến hành chạy vào đó. Không hiểu là game này thiết kế có gì chạy trốn zombie, chạy vào rừng thì chết mẹ luôn. Càng ngày thì chúng ta thấy là zombie càng đông và tiếng gầm rú gào thét của chúng nó càng ngày càng mạnh. Thì với những người yêu thích tựa game zombie thì đây sẽ là một cái phong cách chơi rất là lạ, bởi vì nó sẽ hạn chế cái việc các bạn bắn giết nhau mà thay vào đó bằng việc điều khiển chạy trốn. Vào đây tối ấy không nhìn thấy gì cả, ghê đấy. Ra rồi, sướng. Thì các bạn thấy là với những cái item mà các bạn có thể nhặt trên đường, mình sẽ có một khẩu súng ở đây và chỉ còn 2 viên. Các bạn cần sử dụng một cách tiết kiệm. Tuy nhiên là nói chung là cứ dùng bắn bừa đi. Không ấy, chết nguy hiểm ấy. Ui, vãi nhìn. Rút kinh nghiệm những cái trò chơi chạy như này mình sẽ nói ít đi để cho chạy được dài. Nói nhiều chạy toàn chết, chết lại bị chửi là ngu, rồi nhiều thánh gọi ra thách đấu kinh lắm. Mình sẽ sâu skin luôn. Nhưng mà tối quá chả nhìn thấy gì cả. Rồi, cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến mà thôi. Mình đã chết. Khi chết thì các bạn sẽ thấy là tiếng con zombie nó ăn thịt các bạn nghe rất là vui tai. Khi mà các bạn qua màn thì các bạn sẽ được những cái theo kiểu là bình thường những game khác là tiền, thì ở đây nó là kiểu đầu lâu. Và cái này thì các bạn có thể sử dụng để kiểu nâng cấp những cái item, hoặc là những cái ví dụ chạy tăng tốc lên, hoặc bắn nhiều đạn hơn chẳng hạn. Rồi,
bài giới thiệu game Into the Dead của mình đây là hết. Xin chào, hẹn gặp các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái game trên Android, đó là game Lost Toy. Thì đây là một cái game